Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hà Thanh Xuân bất ngờ tiết lộ tình trạng hiện tại với phu cá coi tháng Ngô sau khi ly hôn. Sau 2 tuần tháng chính thức tuyên bố ly hôn dù mới kết hôn vỏn vẹn 1 năm thì mới đây, Hà Thanh Xuân đã bất ngờ hé lộ mối quan hệ hiện tại giữa cả hai khiến nhiều người quan tâm. Hà Thanh Xuân, phu cá coi tháng Ngô là một trong 2 cái tên nhận được quan tâm nhiều trong giai đoạn gần đây bởi vào ngày 10 tháng 9, Hà Thanh Xuân bất ngờ khiến nhiều người ngã ngửa khi tuyên bố đã chính thức đường ai nấy đi. Với doanh nhân tháng Ngô, nữ ca sĩ khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và cuộc hôn nhân của cô đã chấm dứt cách đây 1 năm trước đây và đến bây giờ. Tôi chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai bên gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của mọi người. Sau lễ cưới ấy, tôi đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào. Trên mạng xã hội, sau một thời gian ngắn ở cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng, Hà Thanh Xuân chia sẻ. Sau khi tuyên bố ly hôn từ phía nữ ca sĩ hải ngoại đã khiến nhiều người sửng sốt bởi trong hôn lễ của mình, Hà Thanh Xuân, doanh nhân Thắng Ngô từng dành cho nhau những lời ngôn tình, thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào. Sau đám cưới, cặp đôi đối diện với sóng gió khi mọi người phát hiện trước đây Thắng Ngô vẫn xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời ngôn tình cho vợ thì nay anh đã sánh đôi bên người mới. Điều đó khiến cư dân mạng đồn đoán Hà Thanh Xuân là người xen vào mối quan hệ và lên tiếng chỉ trích cô. Trước bão dư luận, nữ ca sĩ phải khóa chức năng bình luận trên fanpage và ẩn luôn trang cá nhân. Vì thế, nên khi thông tin cả hai chia tay được xác nhận, cộng đồng mạng đã liên tục bàn tán. Hậu chia tay, Hà Thanh Xuân vẫn giữ thái độ lạc quan và liên tục cập nhật hình ảnh đi hát trên mạng xã hội. Trong một đoạn clip gần đây, Hà Thanh Xuân gây tò mò khi trả lời bình luận từ một khán giả. Cụ thể, dưới đoạn clip ca khúc Ừ Thôi Em Nhé, một khán giả bình luận, thôi thì ta là bạn. Nữ ca sĩ sau đó cũng để lại một icon thể hiện sự đồng tình. Điều này khiến dân mạng đồn đoán rằng Hà Thanh Xuân vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với vua cá coi hậu chia tay. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khen ngợi giọng hát Hà Thanh Xuân ngày càng tình cảm, ngọt ngào sau những lần vấp ngã trong cuộc sống. Nếu như Hà Thanh Xuân tập trung vào công việc, nhan sắc lẫn giọng hát ngày càng thăng hạng thì vua cá coi Thắng Ngô lại có phần trái ngược khi vị doanh nhân này có phần gầy gò, sụt cân hơn hẳn trước đây. Quan sát kỹ có thể thấy, nhiều người nhận ra không chỉ vóc dáng, gương mặt chồng cũ Hà Thanh Xuân cũng gầy sọp, tiều tụy thấy rõ. Ca sĩ Hà Thanh Xuân sinh năm 1988, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào. Cô kết hôn cùng doanh nhân Thắng Ngô hồi đầu tháng 5 năm 2022. Hôn lễ của họ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh, được sự chúc phúc của nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi vừa đám cưới xong, Hà Thanh Xuân hứng nhiều lời chỉ trích của cộng đồng mạng. Tất cả xuất phát từ việc dân mạng phát hiện trước đó không lâu Thắng Ngô vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời ngôn tình cho vợ thì nay anh đã sánh đôi bên người mới. Sự việc khiến Hà Thanh Xuân bị ném đá, buộc cô phải khóa tính năng bình luận trên fanpage và ẩn luôn trang cá nhân suốt thời gian dài. Đến đầu năm 2023, dân mạng đồn đoán Hà Thanh Xuân và vua cá coi Thắng Ngô chia tay chỉ sau chưa đầy 1 năm tổ chức đám cưới. Bằng chứng là nữ ca sĩ đã xóa hoặc ẩn nhiều hình ảnh chụp chung của họ. Cặp vợ chồng cũng không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Ngoài ra, cư dân mạng phát hiện vua cá coi đã khóa trang Facebook cá nhân. Từ đó đến nay, Hà Thanh Xuân chỉ chia sẻ về âm nhạc, cuộc sống tại Mỹ và gần như không nhắc gì đến vua cá coi. Ngô Văn Thắng, hay còn gọi là Thắng Ngô, là doanh nhân kinh doanh cá coi nổi tiếng tại Việt Nam. Vì thế anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh vua cá coi. Bên cạnh đó, anh còn được biết tới qua đám cưới với ca sĩ Hà Thanh Xuân ngày 10 tháng 9. Hà Thanh Xuân đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân thông báo việc cô đã quay trở lại với cuộc sống độc thân. Đáng chú ý, giọng ca Bolero khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn. Mới đây, Thắng Ngô gây chú ý khi đăng tải ảnh mới trên trang cá nhân.
nam doanh nhân vén áo để lộ vòng eo không mỡ thừa. Khi bị stress, chúng ta thường chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực mà không bao giờ nhìn thấy lợi ích của việc mất ăn mất ngủ. Anh trải lòng, có thể thấy thân hình nam doanh nhân có phần gầy gò hơn trước, gương mặt cũng tiểu tụy thấy rõ. Trước thắc mắc của bạn bè, vua cá coi chỉ cho biết bản thân đang stress, mất ăn mất ngủ. Cũng nhờ thế, anh giảm cân. Thắng Ngô từ chối chia sẻ về ồn ào giữa anh và Hà Thanh Xuân trước đó vài ngày. Nam doanh nhân đăng clip giao bán khu đất 4.000m² thuộc sở hữu của mình với giá 100 tỷ đồng. Thắng Ngô kể, anh cần tiền lo công việc nên phải bán đi một nửa trong lô đất có diện tích 8.000m². Trong khi đó, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ những video bài hát có nội dung về tình yêu tan vỡ, như Đừng Trách Em, Tình Chỉ Là Giấc Mơ. Cô bày tỏ bản thân hạn chế sử dụng mạng xã hội để tránh những bình luận tiêu cực. Giọng ca Bolero thấy hối tiếc vì đã đám cưới vội vàng, mong rút ra bài học cho những lựa chọn sau này. Vừa qua, Hà Thanh Xuân có tham gia một show diễn với cựu người mẫu Đức Tiến. Anh cho biết nữ ca sĩ có tinh thần thoải mái, vui vẻ và hát phục vụ khán giả. Có thể thấy giọng ca hải ngoại bỏ lại những cảm xúc tiêu cực của cuộc tình cũ, hướng đến tương lai. Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân tổ chức hôn lễ vào ngày 2 tháng 5 năm 2022. Sau đó, cả hai phải đối mặt với scandal nặng nề là nam doanh nhân bỏ vợ Tào Khang để theo người đẹp trẻ trung. Thời điểm đó, Thắng Ngô đã đứng ra bảo vệ cho người vợ mới cưới. Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân tổ chức hôn lễ vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, cũng là sinh nhật của nữ ca sĩ. Sau đó, cả hai phải đối mặt với scandal nặng nề là nam doanh nhân bỏ vợ Tào Khang để theo người đẹp trẻ trung. Thời điểm đó, Thắng Ngô đã đứng ra bảo vệ cho người vợ mới cưới. Thế nhưng vào trưa mùng 10 tháng 9, ca sĩ Hà Thanh Xuân đã đăng dòng trạng thái xác nhận chuyện đã ly hôn với doanh nhân Thắng Ngô. Cô còn gây sốc khi cho biết mình và vua cá coi chưa đăng ký kết hôn và cô bị trầm cảm sau đám cưới. Liên hệ với doanh nhân Thắng Ngô về thông báo của Hà Thanh Xuân, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress. Trên trang cá nhân của vua cá coi cũng không có bất kỳ động thái nào liên quan đến chuyện hôn nhân. Anh chỉ đăng về công việc. Hiện tại cư dân mạng vẫn đang để lại rất nhiều bình luận bàn tán xôn xao trước thông tin này. Chơi cá coi là bộ môn cực kỳ tốn kém, đòi hỏi nhiều công sức, nếu tôi không có máu điên thì rất ít người biết tới. Ký kết hôn và cô bị trầm cảm sau đám cưới. Liên hệ với doanh nhân Thắng Ngô về thông báo của Hà Thanh Xuân, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress. Trên trang cá nhân của vua cá coi cũng không có bất kỳ động thái nào liên quan đến chuyện hôn nhân. Anh chỉ đăng về công việc. Hiện tại cư dân mạng vẫn đang để lại rất nhiều bình luận bàn tán xôn xao trước thông tin này. Chơi cá coi là bộ môn cực kỳ tốn kém, đòi hỏi nhiều công sức, nếu tôi không có máu điên thì rất ít người biết tới. Tôi, chồng Hà Thanh Xuân nói, theo lời vị doanh nhân, đàn cá này được nhập về Việt Nam từ mùa thu hoạch ao bù năm 2016. Để có được những coi khủng với kích thước trên 100cm, anh Thắng phải mất rất nhiều thời gian thương lượng, đàm phán với các chủ trại ở Nhật Bản, thậm chí phải tham gia đấu giá, vượt qua nhiều dân chơi đẳng cấp thế giới. Dù không tiết lộ về giá cả song theo anh Thắng, đàn cá coi này có giá thành không hề rẻ, thuộc vào dạng đẳng cấp của thế giới. Cá coi được xem là một trong những biểu tượng ở xứ sở hoa anh đào. Hiện nay ở Nhật Bản có khoảng 200 trại cá coi, nhưng trong số đó chỉ khoảng 30 trại là có tên tuổi, 10 trại là có danh tiếng thực sự. Những coi có kích thước trên 100cm rất hiếm và không phải trại nào cũng nuôi giữ thành công để có coi đạt kích thước này. Chính vì thế, việc săn lùng, đấu giá, sở hữu những chú coi này mất rất nhiều thời gian, công sức và không phải ai cũng có duyên được chiêm ngưỡng, anh Thắng từng chia sẻ. Về phần mình, Hà Thanh Xuân có đời tư kín tiếng, cô ít đăng tải khoảnh khắc đời sống trên trang cá nhân. Dù vậy, nữ ca sĩ được nhiều đồng nghiệp, người trong nghề biết đến có cuộc sống giàu có, sung túc khi định cư và làm việc tại xứ người. Nhờ khả năng tích góp sau nhiều năm đi hát, Hà Thanh Xuân sở hữu nhiều tài sản đáng nể. Cô từng chia sẻ đang ở trong căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông tại Mỹ với vườn tược, tiện nghi đầy đủ. Dù không hé lộ cụ thể nội thất bên trong, nhiều người vẫn phần nào ước tính bất động sản này có giá không dưới triệu đô. Trước khi kết hôn, Hà Thanh Xuân sống cùng gia đình trong một nhà vườn ở California. Thời gian này, nữ ca sĩ thường bay qua các tiểu bang chạy show. Lúc rảnh rỗi, cô làm vườn, chăm sóc người thân,
hình ảnh thường thấy của nữ ca sĩ những ngày này là mặc giản dị đi chợ và nấu ăn cùng mẹ, hoặc ghé tư gia của một số nghệ sĩ Việt tại hải ngoại như Quang Lê, Hồng Đào được biết. Khu vườn này có diện tích rất rộng lên đến vài trăm, nào ước tính bất động sản này có giá không dưới triệu đô. Trước khi kết hôn, Hà Thanh Xuân sống cùng gia đình trong một nhà vườn ở California. Thời gian này, nữ ca sĩ thường bay qua các tiểu bang chạy show. Lúc rảnh rỗi, cô làm vườn, chăm sóc người thân. Hình ảnh thường thấy của nữ ca sĩ những ngày này là mặc giản dị đi chợ và nấu ăn cùng mẹ, hoặc ghé tư gia của một số nghệ sĩ Việt tại hải ngoại như Quang Lê, Hồng Đào được biết, khu vườn này có diện tích rất rộng lên đến vài trăm mét vuông do chính tay Hà Thanh Xuân bỏ tiền đầu tư, thiết kế để làm nơi thư giãn, tập nhạc, luyện giọng cho mình sau những ngày đi diễn. Trong khu vườn trồng rất nhiều cây cối, đa số các cây đều được Hà Thanh Xuân mua về trồng từ khi còn nhỏ. Là một người yêu hoa nên Hà Thanh Xuân trồng rất nhiều hoa trong khu vườn, gồm cả chục loại sen đá khác nhau, từ sen đá xanh tới sen đá đen. Bố cô từ Việt Nam mới sang được khoảng một năm nhưng cũng trồng rất nhiều hoa hồng. Ngoài ra còn có cả một số loại hoa cảnh khác. Điều khiến nữ ca sĩ tự hào là khu vườn không thiếu những cây ăn trái như ổi, nhãn, cam, khế, táo, cóc, mận. Bố của cô trồng các loại cây này từ ngày đầu về ngôi nhà để cảm thấy ấm lòng, vơi bớt nỗi nhớ quê hương. Một góc khác trong vườn có đào, lựu dù trái mùa vẫn sai chĩu. Sát bờ tường còn có bụi mía, táo, ổi trồng rải rác nhưng chĩu cành. Hà Thanh Xuân chia sẻ cô rất thích ăn táo vì hương vị ngon ngọt, còn rất bổ. Cây cam cao lớn, quả to tròn, vàng bóng. Một số loại hoa cảnh khác. Điều khiến nữ ca sĩ tự hào là khu vườn không thiếu những cây ăn trái như ổi, nhãn, cam, khế, táo, cóc, mận. Bố của cô trồng các loại cây này từ ngày đầu về ngôi nhà để cảm thấy ấm lòng, vơi bớt nỗi nhớ quê hương. Một góc khác trong vườn có đào, lựu dù trái mùa vẫn sai chĩu. Sát bờ tường còn có bụi mía, táo, ổi trồng rải rác nhưng chĩu cành. Hà Thanh Xuân chia sẻ cô rất thích ăn táo vì hương vị ngon ngọt, còn rất bổ. Cây cam cao lớn, quả to tròn, vàng bóng. Nhà bóng bên thác nước Phong Thủy, cô tự hào nói, đợt dịch Covid-19 căng thẳng, nhà tôi không sợ thiếu hoa quả. Vitamin C vì cam ra trái rất nhiều, ăn rất ngọt. Mẹ tôi cứ mỗi sáng lại ra vườn hái cam vắt cho tôi uống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.